À, mến chào nhà mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì vào lúc hôm nay là ngày 31 tháng 5, thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em muốn sưu tầm được một vài sản phẩm rất đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Cả nhà mình có đăng ký kênh hoặc là có like những đoạn video mà bên em đăng lên á, thì mai mốt tự động YouTube nó sẽ đề xuất cho mình xem được các sản phẩm tiếp theo nha. Thì đến với clip buổi ngày hôm nay, thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm đây, rất là hay ha. Có cặp tỳ hưu to khổng lồ nè, đại bàng ha, có đại bàng như ý, và bên cạnh đó là có con Phật Di Lạc ha, cởi trên một cái con rồng rất là to, sẽ có trực tiếp trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình. Và sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng mình nha. Và mã số 1 đầu tiên thì giới thiệu cả nhà mình hôm nay có được một cặp tỳ hưu này nè. Đây mình cùng xem nha. Một cặp tỳ hưu này em cân nặng cho mình rồi ha. Một cặp này bao gồm hai con. Rồi một cặp này về cân nặng của nó tầm khoảng là 22,5 kg. Đây cả nhà mình xem ha. Bằng đồng Pháp Lam. Đây, đồng dễ gắm trên đây. Cực kỳ ít gặp nha cả nhà ha. Hai cái sừng rất là to này, mình cùng xem ha. Đây, một con đực và một con cái nha. Đây mình cùng xem ha. Đây là con đực nè. Và đây là con cái ha. Đó, có hai con. Đây cả nhà mình xem nha. Tỳ hưu được xem là một những linh vật phong thủy số 1 ha. Rồi đây em để ngang là cho cả nhà mình tiện theo dõi cặp này ha. Cân nặng thì khoảng là 22,5 kg trong cặp to khổng lồ như thế này. Rồi chiều dài của nó là tầm khoảng chiều dài tầm khoảng là 51 cm. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 36 nha. Chất liệu đồng. Và cặp này mã số 1 trong ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu mình là 11 triệu đồng ha. 11 triệu đồng cho một cặp tỳ hưu đồng Pháp Lam của ngày hôm nay. Đây là mã số 1 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì giới thiệu cả nhà mình đây là một con đại bàng nha. Đại bàng như ý. Đó mình cùng xem ha. Một con đại bàng như ý tổng trọng lượng là khoảng 9 kg. Đây 9 kg ha. Đây cả nhà mình xem nha. Một con đại bàng. Một con đại bàng như ý. Về trọng lượng nó khoảng 9 kg. Đây cả nhà mình xem nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 46 cm. Và sải cánh bề ngang thì tầm khoảng là 38. Chất liệu đồng. Đây em ôm cho cả nhà mình cùng xem ha. Con này người to khổng lồ luôn. Con này mã số 2 trong video hôm nay. Và một con đại bàng như ý như thế này. Đây cả nhà mình xem ha. Có giá giao lưu mình là 4,5 triệu nha. 4,5 triệu. Đó cho một con đại bàng như ý chất liệu đồng. Đây là mã số 2. Đây mã số 2 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Xem không rõ là cần thêm thông tin các bạn Zalo thêm bên em nha. Để em gửi thêm thông tin cho mình ha. Đây là mã số 2, một con đại bàng như ý. Đây chất liệu vân đồng. Đây mình cùng xem lại mã số 2 ngày hôm nay ha. Đây mã số 2 là nguyên một con đại bàng nha. Nguyên một con đại bàng như ý. Mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì em giới thiệu cả nhà mình có một con đại bàng nữa này. Con này nặng về trọng lượng là khoảng 2,5 kg ha. 2,5 kg cho con đại bàng này. Con đại bàng đang nằm trên cành tùng, đang cầm thêm một cái liễn nữa nè. Cùng xem ha, đây là mặt sau nè. Đại bàng cành tùng, mọc chuyện đầy đủ luôn nha. Đây cái này mình xem ha, con này là 2,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 20-25 cm. Rồi bề ngang tổng thể là 19 nha. Đây chất liệu đồng, con này thì bên em có giá giao lưu với mình một con như thế này. Cái này mình xem ha, một con đại bàng như thế này là 1,900,000 nha. 1,900,000 cho mã số 3 của trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm có thể liên hệ trực tiếp với em nha. Đây là một con đại bàng cành tùng. Đây là mã số 3 của trong video hôm nay. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì giới thiệu cả nhà mình có được ông Phật Di Lạc này. Ông mã số 4 ngày hôm nay là Phật Di Lạc ha. Di Lạc đang cởi trên một con rồng, về trọng lượng là 21 kg. To lắm luôn nha. 21 kg. Đó, cái này em xem ha, mã số 4 là 21 kg ha, ông này 21 kg được. Rồi chiều cao của ông là tầm khoảng là 48 cm. Rồi bề ngang của ông là tầm khoảng 30 cm. Ông này rất là to khổng lồ. Cái nhà em xem ha, Di Lạc cởi rồng. Ông này nặng là 21 kg. Đây cái này em xem ha. Ôm lên muốn không nổi luôn nha. Đây. Mặt sau lưng của ông này. Đó, cái này em xem ha. Ông cười rất là tươi nha. Đó. Đây là mã số 4. Mã số 4 có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Và mã số 4 ông này thì hôm nay
bên đồ cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với mình là 7,5 triệu nha, 7,5 triệu cho mã số 4. Mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì giới thiệu mình là có một cái chầm. Mã số 5 là một chầm củ long nha, có tổng trọng lượng khoảng 1,2 kg. Mã số 5 trong ngày hôm nay, củ long ha, 9 gồng, dùng đất 9 gồng nha. Và chiều cao của cái này tầm khoảng là 14 cm, rồi bề ngang tổng thể là khoảng 16. Rồi chất liệu bằng đồng. Đồng nhưng mà chạm bạc, cái này làm xem nha, rất là liền lạc, dày, rất là dày dặn nha. Đây trong này mình xem ha. Mẫu này thì bên em có giá giao lưu cả nhà 1,200,000. 1,200,000 cho mã số 5. Mã số 5 trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Đây là mã số 5 này. Cả nhà cùng xem ha, mã số 5. Rồi mã số 6 là một cặp tỳ hưu có tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg, cặp tỳ hưu nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây em cầm trên tay cho mình xem ha. Cặp tỳ hưu này nè, có hai con. Một chuyện đầy đủ nha, chất liệu bằng đồng. Đó mình cùng xem ha, đây là mã số 6. Mã số 6 thì cặp tỳ hưu này á, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 17 cm. Rồi chiều cao là 10 cm. Cả nhà mình xem ha. Và một cặp tỳ hưu như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình 1,1 triệu thôi nha. 1,1 triệu cho mã số 6. Mã số 6 trong ngày hôm nay nha. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là cũng có một cặp tỳ hưu nè, cả nhà cùng xem ha. Hôm nay là có mấy cặp tỳ hưu. Mã số 7 là cũng là một cặp tỳ hưu nữa nha. Mã số 7 là một cặp tỳ hưu, cặp này tỳ hưu cánh có tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg. 3,5 kg ha, bao gồm hai con. Đây em quay trước một con cho mình xem. Tỳ hưu cánh nha. Đây trên trước ngực này ha, nó có chữ nè. Đế có chuyện rồi nha. Con này rất là dữ. Đây, tỳ hưu cánh ha, bao gồm một cặp. Hai con như thế này. Và một cặp tỳ hưu cánh của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, bao gồm hai con cặp tỳ hưu cánh nha. Cặp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp tỳ hưu cánh như thế này. Đây là mã số 7 trong video ngày hôm nay là 1,800,000 cho một cặp tỳ hưu ha, bao gồm hai con nha, tỳ hưu cánh. Đó, mình có nhu cầu siêu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 trong ngày hôm nay thì giới thiệu mình còn là một cặp hổ này, cặp hổ nha. Mã số 8 của ngày hôm nay là một cặp hổ hữu tiền. Đó, cặp này là đây mình cùng xem ha. Cặp này là về trọng lượng á là nó tầm khoảng là 7 kg cho mã số 8 của trong video ngày hôm nay. Cặp hổ hữu tiền ha. Cặp này rất là to đây, cả nhà xem. Và chiều cao của nó là tầm khoảng là 21 cm. Là mã số 8 và bề ngang chiều dài tổng thể á dưới đế là tầm khoảng 22. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Và một cặp như thế này bao gồm hai con nha. Hổ hữu tiền. Và một cặp này cho mã số 8. Mã số 8 thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2,800,000 ha. 2,800,000, 2,800,000 cho mã số 8. Mã số 8 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Mã số 8. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Rồi mã số 9 trong ngày hôm nay thì còn được một cái gạt tàn nè. Đây cả nhà xem nha, một cái gạt tàn cho mã số 9. Trung tâm huấn luyện Thiên quân lục chiến Quế Đà Nẵng. Cái này thì em đã vệ sinh lại rồi nha, vệ sinh đánh bóng vàng cho mình rồi luôn ha. Thì về trọng lượng của cái này là khoảng là 2,7 kg. Đây là mã số 9 và bề ngang tổng thể là 17 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 9 một cái gạt tàn như thế này 1,600,000 ha. 1,600,000 cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì hôm nay còn là một cặp hổ. Đây mình cùng xem ha, cặp hổ này. Tổng trọng lượng là khoảng gần 1,8 kg nữa cả nhà mình xem ha. Cặp hổ này 1,8 kg. Đây mình cùng xem nha, trên lưng là có sâu tiền này, mã số 10 trong ngày hôm nay. Đế có chuyện luôn nha. Có một cặp hổ nha, quyền lực sức mạnh thăng tiến thành công ha. Cặp này thì để em đo chiều dài cho mình coi thử, chiều dài tổng thể là khoảng là 24. Và một cặp như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà 1,200,000. 1,200,000 cho mã số 10. Mã số 10 có trong video ngày hôm nay nha, mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 10. Rồi, tiếp theo mã số 11 thì hôm nay là còn được một cái mã số 11 của ngày hôm nay là còn được một cái đôi chim uyên ương trên cành mai. Để cả nhà mình xem ha. Chất liệu bằng đồng. Mã số 11 về trọng lượng của tác phẩm này nó khoảng là 700 g. 700 g ha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 21. Và uyên ương trên cành mai như thế này. Bên em có giá giao luôn mình là 750.000. 750.000 ha cho mã số 11 là đôi chim uyên ương trên cành mai. Mã số 11 có trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 12.
12 thì hôm nay là có được một cặp bình này nè. Mã số 12 là một cặp bình Long Phụng. Đó, đồng phụng nha, Long Phụng xung vầy. Mã số 12, 12 là Long Phụng 3D. Long Phụng nổi, đây mình cùng xem ha. Đây một tác phẩm rất là hay nha, có gồng có phụng nè. Đặc biệt hai con này được làm nổi cộm ở phía ngoài. Về trọng lượng á, là tầm khoảng là gần 3,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng 24. Đường kính miệng là 9 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Mã số 12 của ngày hôm nay là 2 triệu đồng nha, 2 triệu đồng bên em bao lưu phí vận chuyển cho mình ha. Đây là mã số 12, 12 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng với nhà mình trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 13 thì cũng còn được một cái gạt tàn đồng châu Âu ha. Đây mình cùng xem nha, một cái gạt tàn mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Đó, mình gạt được là 4 chiều nữa ha, đậy lại. Qua văn họa tiết là châu Âu cổ điển nè. Về trọng lượng của cái này thì tầm khoảng là 1,2 kg ha, 1,2 kg. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 17 cm. Và một cái gạt tàn đồng châu Âu như thế này có giá giao lưu với mình là 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 13. 13 ha, 13 có trong video hôm nay. Và mã số 14, 14 là một cặp tì hu. Đặc biệt cặp tì hu này có hai đầu. Đây mình xem nha, đây là có hình ảnh là gồng ha. Rồi bên đây là gồng luôn nha, tì hu hai đầu. Đó, một cặp này về trọng lượng của cặp tì hu hai đầu này rơi vào khoảng là 4 kg. Đây cả nhà mình xem ha, một cặp tì hu hai đầu rất là độc lạ luôn. Và cặp tì hu này bên em có giá giao lưu mình là 2 triệu đồng nha, 2 triệu đồng ha, trong cặp tì hu hai đầu rất là độc lạ của ngày hôm nay, rất là dữ nha. Em mình cùng xem ha, 2 triệu đồng trong cặp tì hu phong thủy, tì hu hai đầu. Đây là mã số 14. Rồi thứ hai mã số 15. 15 là một cái gạt tàn con rồng. Đây cả nhà mình xem nha, gạt tàn có hình ảnh con rồng, trên này có nắp đựng thau vàng, đậy lại ha. Gạt tàn ảnh nguyên một con rồng quấn nè, một chuyện luôn ha. Và cái gạt tàn này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái gạt tàn rồng như thế này là 1.200.000 nha, 1.200.000 giao lưu cùng mình ha. Tổng dung lượng của nó khoảng là 1 kg, 1 kg nha. Đây là mã số 14, rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 12 cm, bề ngang tổng thể là 12. Rồi mã số 14 ở trong video hôm nay. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 hôm nay là còn được một tượng Phật này rất là hay nè. Hôm nay bên em mới sưu tầm được một tượng Phật này nè. Cả nhà xem coi có ưng không nha. Mẫu này tượng Phật áo ha. Về trọng lượng là 8,5 kg cho tượng Phật này, đặc biệt là trên vị trên áo của tượng á. Đó, có rất là nhiều vị Phật đây cả nhà xem ha. Có rất là nhiều vị Phật trên cái áo trên cái áo nha. Và mẫu này về chiều cao tổng thể, cao tổng thể là tầm khoảng là 39 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 28. Và tượng Phật này mã số 15 trong ngày hôm nay có giá giao lưu mình là 3.800.000 ha, 3.800.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ giúp em ha. Mã số 15. Rồi mã số 16 là còn được một cái thao đồng, cả nhà cùng xem. Mã số 16 là còn được một cái thao đồng có tổng dung lượng khoảng 1 kg. Và đường kính của thao á tầm khoảng là 38 cm. Em mình xem ha, một cái thao bằng đồng. Đây là mã số 10 15. Đây là mã số 15. Không, này mã số 16 chứ, xin lỗi cả nhà ha. Mã số 16 trong video hôm nay, một cái thao bằng đồng ha. Cái thao này có giá giao lưu với mình là 1.1 triệu thôi nha. 1.1 triệu cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Mã số 16. Và cuối cùng trong ngày hôm nay là mã số 17, giới thiệu cả nhà mình có một cái trò tam hạt này. Hôm nay em có sưu tầm được thêm một cái trò. Bộ này là nặng khoảng 7,5 kg nha, bao gồm một cái chòi, một cái dĩa nữa ha. Chiều cao tổng thể của nó tầm khoảng là 44. Rồi đường kính dĩa tầm khoảng là 33. Đây cái nhà mình xem ha, 33. Chọn bộ này nặng là khoảng 7,5 kg. Đây cả nhà mình xem ha. Và một bộ như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3.800.000 nha, 3.800.000 cho một bộ trò đồng tam hạt của ngày hôm nay. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.